đã nói với anh rồi, em muốn để chúng ta bình tĩnh một chút. Em muốn chia tay à? Không phải đâu. Em biết là anh tốt với em, quen với anh em thấy vui lắm. Nhưng mà nhanh quá. Tôi là gì? Có một hạt giống, nếu bỏ ra ngoài cửa tưới nước xong, không lý nào ngày mai mở cửa ra đã thấy nó cao đụng trời. Điều em nói không phải là cổ tích đâu. Hay là nói cách khác, không có ông bài mà lại cố đi thi, chắc chắn sẽ bị rớt. Phải không anh Ken? Anh Ken! Anh Ken à! Anh Ken! Anh Ken! Anh đứng lại đi! Anh Ken! Anh Ken! Anh Ken! Anh làm gì vậy? Anh Ken! Anh Ken à! Yêu một người không thể đo lường bằng thời gian. Nếu yêu là một chuyện khờ dại, anh chấp nhận mình khờ dại. Nhưng vì em, anh làm gì cũng được, thậm chí là cái chết. Em không chọn làm người đâu. Anh sẽ chứng minh cho em thấy anh yêu em. Anh nhất định chứng minh cho em thấy anh yêu em. Kết à, anh sẽ chứng minh cho em thấy anh thật lòng yêu em. Kết à, anh sẽ chứng minh cho em thấy. Máy thu âm, đừng có hành hạ tôi nữa, có được không? Cho hỏi cô có phải là Quỳnh Ngọc Phấn không? Là tôi. À, tôi chuyển quà tới đây, cô vui lòng ký nhận. Cái gì vậy? Ông Hạ nói là cô mở ra xem sẽ biết. Cảm ơn. Đi. Tôi mệt lắm rồi, đừng hụ tôi nữa mà. Ai trốn trong đó vậy? Ê! Mấy người là ai vậy? Mau ra ngoài đi. Mấy người ra ngoài hết đi. Ra ngoài đi. Làm gì vậy? Nè thôi. Thôi tôi không lấy được. Trời đi thiệt đó nè. Mấy người vô đây làm gì nữa? Trời ơi, tôi không nghe đâu. Không nghe nữa đâu mà. Đi đi, đủ rồi. Không nghe nữa mà. Im đi, im đi, im đi. Nè, bọn mấy người điên rồi sao? Đến đây làm gì vậy? Đi đi. Đi đi. Không lấy đâu. Tự nhiên đem bánh kem vô đây để làm gì chứ? Lại là ông Hạ biểu ông đem tới nữa hả? Ông đã đặt cái bánh kem đặc biệt này cho cô, mà cô làm lại các bánh kem. Làm sao mà cất đi? À, được rồi, nhìn qua đây nha, nhìn qua đây nha. Cảm ơn. Lập tức làm món bít tết thượng hạng nhất cho cô Quỳnh thưởng thức đi. Dạ. Tôi không ăn đâu, tôi no rồi, không cần cách đó mà. Alo. Có phải em mừng rỡ lắm không? Anh Ken à, anh làm việc bày dễ nhiều trò vậy. Nè, năm nay em 28 tuổi. Những lần sinh nhật trước đây anh không được mừng với em, nên anh muốn cùng lúc buồn với em tạo 28 sự bất ngờ cho em, chứng tỏ anh. À thôi mà, có nghĩa là còn 25 lần nữa hả? Cho hỏi ai là cô Quỳnh Ngọc Phấn? Nó chết rồi. Anh yêu em hết. Anh yêu em hết. Anh yêu em. Anh yêu em. Hết. Anh yêu em. Hết. Anh yêu em. Hết. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em.